Chào các bạn, hiện tại trên bàn của mình đang là một cây cúc lá nho với rất là nhiều nụ. Với thời điểm khoảng bây giờ là ngày 18 âm thì khoảng 8 ngày, hơn 10 ngày nữa thì sẽ đến Tết, thì cây hoa của mình sẽ kịp được Tết và chơi có thể qua riêng. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về cây cúc lá nho, cách trồng, chăm sóc cũng như một số đặc điểm lưu ý về cây cúc lá nho. Hoa cúc lá nho là giống hoa mới có nguồn gốc từ châu Phi đến Bắc, giữa Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Mới được nhập đổi từ về Việt Nam trồng trong những năm gần đây. Hoa được trồng chậm và sử dụng dịp Tết Nguyên Đán, giá trị kinh tế cao. Màu sắc hoa đẹp đa dạng nên người dùng rất ưa chuộng. Nói về màu sắc hoa thì hoa lá nho có rất nhiều màu khác nhau. Đây mình sẽ mở cho các bạn xem là hoa này vườn của mình. Đấy, rất là nhiều màu. Màu hồng, màu tím, màu đỏ, màu xanh thiên thanh, đó rất là nhiều màu. Đặc điểm của hoa cúc lá nho thì là màu chủ đạo thường là màu như là màu tím, màu xanh, xanh lam và ít khi có màu vàng. Mình cũng chưa tìm thấy cái giống màu vàng về. Đó. Về yêu cầu nhiệt độ của cây cúc lá nho thì hoa cúc lá nho ưa mát mẻ, nhiệt độ khoảng 18-28 độ C. Nóng hoặc lạnh quá thì là cây dễ bị héo, chết và bị thối. Độ ẩm trung bình khoảng 60 đến 70% là hợp lý. Nếu độ ẩm cao sẽ gây nấm mốc và rễ cây thuộc thân thảo rất là dễ thối. Về đất trồng, do rễ cây rất là mảnh, nhỏ, lá thì to, hoa nhiều nên cần phải trồng hoa cúc lá nho vào đất tơi xốp, nhiều bùn, giàu dinh dưỡng, thoát nước tốt. Đất trồng tốt nhất là cây cúc lá nho là đập nhỏ đất, trong đó 30% đất thịt, 10% phân hữu cơ, 20% xơ dừa và 20% tro vun cộng 20% xỉ than trộn lẫn. Sau đó ủ im và để từ khoảng 15 tới 20 ngày thì chúng ta mới tiến hành trồng. Kỹ thuật trồng cây cúc lá nho thì các bạn lưu ý là kỹ thuật trồng cây cúc lá nho có thể áp dụng tốt nhất là gieo hạt, nhưng cần có các điều kiện về nhiệt độ như ánh sáng đảm bảo cho hạt phát triển. Yếu tố để trồng cây cúc lá nho thành công là cây phát triển tốt, bạn phải hãy lựa chọn giá thể bền bỉ, đất tơi xốp, rồi đổ vào chậu làm phẳng, rắc hạt giống cúc lá nho lên bề mặt với khoảng cách từ 5 đến 7 cm, rồi tưới nước ẩm thường xuyên bằng vòi phun sương để khay gieo nơi thoáng mát, tránh động vật gây hại như là kiến, chuột hay là các động vật khác. Chỉ sau khoảng 1 tuần thì hạt sẽ nứt và nhú mầm, cây con xinh xắn sẽ nảy mầm. Hoặc cũng có cách khác là các bạn có thể gieo vào khay gieo hạt, sau đó mà sau khi con đã từ 3 lá trở lên thì chúng ta đang trồng vào chậu là an toàn nhất. Chú ý trong kỹ thuật trồng cây cúc lá nho nên để cây nơi mát mẻ, tránh ánh nắng gay gắt, trực tiếp tưới tưới nước điều độ, tránh úng và tránh tưới mạnh vào thân lá, cũng như là vào cây, nên tưới vào gốc để tránh hạn chế nấm bệnh. Khi cây cao từ 7 đến 10 cm chuyển sang bầu hoặc chậu lớn hơn, khi cây chuẩn bị ra hoa thì cho tiếp xúc ánh sáng trực tiếp để cây xanh hoa và rực rỡ hơn. Để chăm sóc cây cúc lá nho thì các bạn lưu ý là do cây hoa cúc lá nho ưa ẩm nên cây cần nhiều nước, tuy nhiên cây chịu úng kém dễ bị thối thân thối lá nên bạn phải tưới nước điều độ đầy đủ cho cây. Chú ý tưới khi trên đất mặt chậm, quan sát thấy khô, tưới đều chậm vào gốc đến khi thấy nước thoát ra ở đáy chậu, tránh tưới vào hoa và lá đột hại đến cây, làm dập cây, làm dẫn đến cây bị thối. Do cây hoa cúc lá nho nhiều lá nên cần rất nhiều dinh dưỡng, tuy nhiên cần chọn lọc cho phân để không chỉ nuôi lá mà còn nuôi hoa. Cần bón phân định kỳ 7 đến 10 ngày một lần đúng cách, các loại phân vi lượng để phát triển được đồng đều. Với sâu bệnh thì cây cúc lá nho của bạn có thể mắc bệnh, một số bệnh như là nấm do đất không sạch hoặc là sâu vẽ bùa, là các bệnh thối nhũn khác. Thì cái phần bị bệnh thì các bạn nên cắt bỏ và loại bỏ và tiêu hủy bằng có thể là đốt hoặc là chôn rác vôi cách ly. Ngoài ra cúc lá nho bằng một số bệnh khác như là bệnh bột trắng vàng lá, do đó cần đảm bảo thoáng gió, ánh sáng, đồng thời hạ độ ẩm không khí. Sau khi phát hiện bệnh ngay lập tức phải
ngắt bỏ lá bệnh, phun dung dịch, một số dung dịch trị nấm, trị thối. Đây là một số dung dịch các bạn có thể xem đây, tên mình ghi ở đây. Sau đó tăng cường bón kali, đồng thời phun các loại thuốc. Sau khi phát hiện bệnh lập tức bỏ cây và cách ly, đêm đốt ngăn bệnh phát triển và lây lan, cũng đảm bảo nhiệt độ độ ẩm điều kiện thoáng cho thích hợp, kịp thời phát hiện sâu hại, ngắt bỏ những cây bị hại, phun một ít thuốc sâu lên cây bị hại là được. Nếu bị hại nghiêm trọng thì có thể dùng dung dịch dimethyl pha loãng để phun. Chú ý phun cần tập trung vào mặt lá và ngọn cây, đồng thời chú ý cả trên mặt lá. Một số lưu ý về sâu bệnh thì cũng là nho thì hay thường bị thối bị nấm, nên các bạn định kỳ thường khoảng một tuần các bạn có thể là phun phòng trừ cho cúc lá nho bằng bột phun xương. Sau đây là sau đây mình xin trồng cho các bạn trồng cái cúc lá nho của mình ở trong cái chậu để chuẩn chi tiết các bạn đang thử cùng xem cùng mình. Trồng cái này là đảm bảo tên xốp và mùi đất ủ phơi khô rồi. Các bạn để ý là bộ rễ của cúc lá nho rất là nhiều rễ, nhưng mà rễ rất là mảnh, rất là dễ bị hư tổn và thân là thân mọng nước và thân thảo, nên là cây rất dễ bị gãy. Bạn đi đã trồng, chúng ta thường thấp lên mặt trận khoảng 2-3 cân để đảm bảo cho đất và nước không bị lọt ra ngoài. Các bạn cần hỗ trợ là chúng ta sẽ thật bầu luôn.
chậu hoa đẹp để đợi Tết. Tới đây mình xin kết thúc cái phần giới thiệu về clip La Nho. Hẹn các bạn trong các video tiếp theo.